bệnh nhân nữ 47 tuổi nhập viện là vì lý do là đau bụng bị là nghẹt nhìn là nắm tay là phải phân trước là bệnh nhân đau bị nghẹt như lại có sốt bằng da thì một chuyện ở bệnh viện huyện ta đang nói là đau bụng này sau đó chuyển vào 115 đau quá thì từ diễn tiến nhập viện tới giờ thì là thì bệnh nhân có đêm qua là có mắt đầu là đi phân bạc màu có kèm còn sốt thì chỉ có ngày nhập viện là bằng tắm hôm qua đi cầu hơn như thế nào chị trắng trắng và trần nhạt hả chứ lại trong quá trình diễn tiến bệnh thì bệnh nhân hai có đi tiểu cầu và nằm tập nhưng không cả mà cái này cũng bảo là nó cũng dạng của bệnh nhân thì khám thì ấn không có bệnh nhân có điểm đâu bệnh nhân này là nhập viện vì lý do là gì? Đau bụng đồng rồi gì nữa dưới là chính là đau bụng sau đó có sốt có sốt rồi khám có toàn thân toàn thân thấy những cái điểm nhấn là da vàng rất là rõ bệnh nhân này trắng mà da như thế là vàng rõ đấy da bằng mặt trường hợp này tắc mật đúng rồi chưa đúng tắc mật không sao biết là tắc mật không phải viêm gan nếu cái vàng da vàng khè thế này thì khi chúng viêm có thể viêm gan đấy nha thực sự tắc mật không có vàng như thế này đâu nha nếu mà cấp tính đấy nếu mà cấp tính mà vàng cái này là khả năng là viêm gan nhiều hơn là tắc mật tại vì tắc mật nó sẽ bảo nó xuống đường nha mà do mà nhân tiêu phân bạc màu mô tả là sẽ giống mãn tính quá giống u quá à. Có bạc được không chị hay là phân màu vàng bình thường nữa đừng có nhấn mà mấy cái phân bạc màu đó nhấn mấy phân bạc màu đó thì thầy cô sẽ hiểu là u là cái quá trình nó đã diễn tiến lâu rồi nghe cái phân bạc màu và cái ngứa là hai cái dấu hiệu chứng tỏ là cái tắc mật đã diễn tiến lâu rồi. Khám bụng có gì trong bữa khám thì là bệnh nhân không biết nào không có gì hết hiện tại giờ cái bụng không đã gan có to không có khám ở gan hay không khám ở gan này sao chị đau bụng nhiều không lúc nhập viện đau dữ không không đau dữ không đau đau như thế nào đau hoài gì vậy tập trung cái đó đó khi em để như thế là nó cắt ngang mặt cái này ha chưa được khám ra chưa được về xem lại mấy cái clip của thầy nha đau dữ lắm không lúc mới vô bệnh viện đau dữ không đau như thế nào chị mô tả tôi xem không như thế thì nó liên quan đến sỏi nhiều hơn hiểu chưa một cái vàng da như thế đau như thế là sỏi nó kẹt còn đau do viêm gan thì lại đau không có nhiều như thế đâu đa số trường hợp là như thế nha cho nên thầy đồng ý là sỏi kẹt có một chủ gây ra tắc mật bệnh nhân là có số cái gì rồi có nhiễm trùng đường mật luôn tiền căn chị này có bệnh lý gì nội khoa không rồi cận lâm sàng có gì lâm sàng thì có men gan tăng ST là 8 cộng 5 tên 9 có CRP là 199 bạch cầu bao nhiêu bạch cầu thì anh thấy không biết bình thường bạch cầu bình thường mà CRP tới 100 mấy chục thì cũng có nhiễm trùng rồi đấy rồi gì nữa có bị điều bị tiếp là trong 189 vì phạt bằng là 482 4.8 biết rồi thì nói một trả treo với tôi với cái chuyện dấu tổng phân đó nữa tổng phân được bilirubin em chỉ cần được trên lâm sàng chỉ cần nói là gì là bilirubin nha 4.8 trên 1.8 là cái người nghe ta sẽ hiểu là gì là cái chỉ số đầu là toàn phần cái chỉ số kế là trực tiếp thì còn lại các gián tiếp mình sẽ tự mình suy ra hiểu chưa rồi cái tăng như thế thì cũng phù hợp với cái tắc mật đấy cho sỏi đấy nha rồi gì nữa siêu âm thì có giải được mật trong gan CT bụng là có sỏi trong gan siêu âm thì có giải được mật trong gan thôi có một chỗ có giãn không có một chỗ bình thường có chắc không rồi CT thì sao có sỏi trong gan được mật ở trong gan với lại có một chỗ mà rồi có sỏi trong gan trong gan được mật làm giãn trong cái gì nó chậm chậm thôi cái gì mà lấp nha lấp nhí vậy hả đó là có sỏi ống khuôn treo dạng đường mật rồi làm giãn đường mật trong cái ngoài gan không một chủ là sỏi ống khuôn trong đường mật luôn gì nữa giãn đường mật trong cái ngoài gan rồi ống mật chủ là có đường kính là 15 mm
quá to. Rồi trường hợp đây là một cây sỏi ở đường mật nhá, gây tắc mật. Chị biết bị bệnh sỏi mật nó lâu chưa? Không biết, mới phát hiện đây lần này thôi hả? Dạ, đó thì đâu có đau gì. Nếu đúng như là mô tả trên CT đấy thì cái thứ xử trí là làm gì? Chắc phải mổ mỡ đấy nha, chứ còn lấy sỏi qua RCP qua nội soi mà tìm được dòng không được đâu. Qua trường hợp này rút ra kinh nghiệm gì? Rút ra kinh nghiệm gì? Thường thường mà cái sỏi đó đóng cây có sẵn ở trong đường mật thì bệnh nhân sẽ có tình trạng tắc mật mãn tính. Thứ hai nữa là không có đau nhiều lắm đâu. Vì trừ trường hợp nào viên sỏi nó rớt xuống nó kẹt á nha, thì bệnh nhân mới đau nhiều, cho nên cái nghe cái mô tả của bệnh nhân mình cũng thấy không có phù hợp. Thứ ba nữa là sỏi nó kẹt mà nó thì bệnh nhân sỏi đóng thành cây như thế này thường thường mức độ tắc mật không có nhiều lắm nha, cho nên nếu thấy bilirubin tăng thế này nha, thì kiểm tra lại xem có yếu tố nào khác nó kết hợp cho thêm. Men gan bình thường cái gì? Chích 50-90 nó phù hợp với cái tình trạng tắc mật nha. Bữa nào về nhà các bạn xem lại xem coi, một trường hợp là tắc mật do sỏi nó rớt xuống nó kẹt, còn một trường hợp do tắc mật do sỏi nó đóng thành cây trong đường mật đấy nha, thì cái triệu chứng của tắc mật và những cục đường mật đấy nó có gì khác nhau giữa hai cái hình thái đấy? Một là đau, hai sốt, ba là mức độ vàng da. Ba cái đấy nó có gì khác nhau, nó hơi khác nhau một chút, không được chưa? Thì về xem lại của năm ta sẽ bàn thêm. Rồi 7 điểm, từ qua đó có xem mổ phụ mổ gì không? Rồi 7 hết chưa?